Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện tại Lử đang có mặt ở trên ngôi làng Hấu Chua các bác. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì ở trên nhà bé Thò cũng như nhà của mấy anh em đây thì mọi người cũng làm cơm Tết đấy các bác. Thì các bác ở đây thì cũng có 10 anh em. Cũng do là Mỹ Linh hiện tại thì đang đi cùng chú Thắng nên là ngày hôm nay thì Mỹ Linh cũng không có mặt ở đây, nên là Lử cũng đại diện lên đây để chung vui cùng với lại các hộ gia đình ở trên này trong suốt cái thời gian vừa rồi đó. Thì cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ đến kênh Thảo Mỹ Linh trong suốt những cái thời gian vừa rồi đó. Thì mấy anh em ở đây thì mọi người thì các nhà ở những khu vực ở đây thì mọi người cũng chưa làm cơm Tết đây các bác. Thì họ đến thì ngày hôm nay thì bà con mới bắt đầu là nấu cơm để gọi mọi người để ăn đây các bác. Hôm nay thì Lực cũng lên đây để chung vui cùng mọi người xem là hôm nay là cũng quay về những cái món ăn dân tộc của bà con đến cho quý khán giả cũng như các bác biết đến cuộc sống của bà con vùng cao ở trên này. Từ lúc mà được các bác các nhà hảo tâm hỗ trợ thì hiện tại thì cuộc sống của bà con trên này cũng đã tốt hơn trở lên rất là nhiều các bác. Bây giờ đó thì xe máy có thể về đến tận nhà rồi các bác nhá. Như ngày xưa thì bà con cũng chỉ để xe là ở dưới khu vực dưới chân dốc thôi các bác. Như bây giờ thì xe đã vào đến tận đây. Và đợt vừa rồi thì anh em ở đây cũng đã đổ xong cái tuyến đường dân sinh vào đến tận nhà rồi. Đó, một tin là cực kỳ là vui đối với bà con ở trên vùng cao các bác. Bây giờ Lực xin mời tất cả các bác hãy cùng theo chân đi vào trong các hộ gia đình ở đây và theo dõi hành trình các bác ở trên này nhá. À đây mọi người đã ra đây rất là đông đủ đây. Xin chào các anh nhá. Chào bác Sính nhá. Hôm nay cũng xuống đây à? Nó này nó chia nó đi nhá. Dạ. Nó chia. À, chào ông nhá. Chào bác Bó. Hôm nay nhà làm gì đấy anh xã? Hôm nay sửa cửa chính mới. À, sửa cửa chính à? Hôm qua anh sửa rồi à? Đúng. À, xem nào. À, hôm qua thay vải đỏ đúng không? À đây các bác. Anh sợ là chắc là sáng ngày hôm nay thay cái vải đỏ này phải dậy sớm để thay đúng không? Vâng. Mấy giờ dậy rồi? Vừa xuống đây thôi. Thế à? Vâng. Cái này thường thường bà con người Mông là sẽ phải dậy từ lúc gà gáy các bác, từ lúc 1 2 giờ sáng. Đó để mà đóng những cái đây là những cái đồng tiền từ ngày xưa nha các bác. Đó. Đấy. Đóng vào đây để cái tấm ván này, cái vải đỏ ấy các bác ạ. Ở phía bên ngoài này thì mọi người đang nấu cơm đây. Đấy, cũng lâu lâu rồi mới quay trở lại chỗ nhà của xin chào anh Vừ nhá, chào ba nhá. Đang nấu cơm à? Hôm nay có phải ăn Tết không? Không phải không? Không phải à? Cũng gọi là ăn Tết mà đúng không? Từ giờ đến 15 mới là hết Tết. Đấy, mọi người là đang chị Dính là đang xào lòng ấy các bác. Món này là cái gì đây? Đậu phụ khô à? Tớ đi nhờ tàu phát khô à? À mà mọi người đang nhặt rau xà lách này. Hôm nay không lên trên nhà anh Súa à? Tí mới lên à? À hôm nay nhà anh Súa cũng nấu cơm các bác. Cũng có mời anh em tí nữa sẽ lên trên kia một lúc để chung vui cùng gia đình. Anh Cử là đang gà chặt xong đây rồi đấy. Gà đấy các bác. Ủa đây là cá đây. Rau đây. Cái gì? Đây là cái món lòng xào rau dưa. Lòng xào dưa các bác. Nấu lẩu à? Ăn lẩu đúng không? À. Đấy, bà con ăn lẩu ấy các bác. Đấy, được đấy. Do là không có bếp ga mini mà con dùng luôn cái bếp ga lớn này luôn các bác. Bà con trên này cũng bây giờ cũng có cái cuộc sống cải tiến rất là tốt rồi.
Đấy, món này là món tẩu chúa này các bác. Tẩu chúa này là món này ngủ rồi. À, sáng nay bắt đầu làm tẩu chúa. Tại vì bà con phải ép khô như này để cho nó đỡ bị chua đó các bác ạ. Còn đây là cái gian nhà của nhà anh xà đây các bác. Ngôi nhà thì cũng đưa, hoàn thiện thứ ba sau nhà của anh, sau nhà của anh Sú, anh Vừ. Nhà rất là rộng khang trang. Mấy anh em ở đây thì chỉ còn là duy nhất là nhà của A Pó cũng như là nhà của anh Xính thôi. Sau khi mà đợi vài hôm nữa thôi thì sẽ bắt đầu là khởi công làm hai cái căn nhà của hai anh em tiếp theo trong số 7 anh em siêu nhân nhá. Ở phía bên ngoài trong này là đội trẻ con của nhà anh Vừa này. Mọi người đang chơi này. Ây à, biết tập tạ cơ đấy. Vừa là đang chia thịt này. Hôm nay là nhà mình mùng mấy rồi? Chín. Mùng 9 à? Mùng 9 vẫn còn Tết nha các bác nhá. Tại vì là trong bà con thì đến 15 cơ. Nhưng mà bà con là ngày hôm nay bắt đầu nấu cơm để mời mọi người để ăn cơm chung vui gia đình. Xong rán cá này thôi đúng không? Rán... À tí tí để nấu lẩu mà nhỉ? Làm lẩu cá à? Lòng mề các bác. Đấy. Khá là hấp dẫn nha các bác. Con gái lớn của anh Vừ đây các bác. Hai món, hai nồi lẩu. Đây làm lẩu cá nha các bác ạ. Em Mỹ đây chưa đi học à? Bao giờ mới bắt đầu đi học đấy? Không biết à? À, hôm nay không đi chơi Tết nữa à? À, hết Tết rồi. Giờ ở nhà giúp bố mẹ thôi. Đang lau chén này. Là con gái lớn nữa, khá là xinh gái nha các bác. Chỉ nhớ có một con trai. Cho nó tiền. Cho nó đậu tốt ạ. Lại xào thêm món gì đây? Món xào như cũ. À, lại xào xào cho hết này luôn à? À. Mỡ này. Ừ. Ừ, cháu có đó. Món gì đây anh? Món chó. Lợn hả? À, lợn sốt cà chua. Nó có nhau chè đâu. Không cho chè thì chè. Đi chỗ này. Ô cái đó sửa. Cho đi thay cái thớt này à? Cái gì luôn nó chặn hôm. Cháu mua. Cháu mua. Mua là ngà lắm. À, trong nhà vẫn có nhưng mà con thích dùng cái này các bác. Không phải là không có đâu. Tao đã mua.
À, làm hai nồi riêng à? À, một nồi là cá các bác nhá. Một nồi bên này là thịt lợn này. Có một số bác thì không ăn được hải sản. Cá này là mình mua trên chợ à? Đúng rồi. À. Lần đầu tiên ăn lẩu ở trên hấu chua nha các bác nhá. Chị chua nó bắt đầu xào đỗ nhá. Hôm nay rất là nhiều món các bác ạ. Đâu anh vừa anh xà vào ngồi thôi. Các chị em phụ nữ vào ngồi luôn đi. Chị Mai vào ăn cơm, chị Mai vào ăn cơm nào. Ủa, nó bỏ cho mà. Hôm nay là rất đặc biệt trên kênh nha các bác. Hôm nay thì trên nấu chua thì lần đầu tiên thì các bác nhìn thấy rồi, bà con nấu chua bắt đầu cải tiến được rồi. Những cái món ăn nữa các bác. Hôm nay thì bà con nó cũng ăn những cái món lẩu rất là bắt mắt. Anh xà vào ngồi thôi. Có hôm nay là phụ trách trưởng ban tiếp rượu. Chị Mai là đang gọi mọi người là tí nữa lên trên nhà chị Mai ăn cơm các bác. Do là hôm nay là hai nhà cũng đều nấu cơm á. Thì khách thì mọi người hôm nay ăn đây xong là sẽ lại lên trên kia. Có sao đâu cũng chắp bia. Hả? Ok, mua giấu chỉ số kìa. Đó anh chị là đi à? Ừ. Cho đây có thể à? Cảm ơn anh Sa nhá. Để tiền cho xanh nữa. À, mấy vừa nhá. Cảm ơn nhá. Ông, hôm nay cảm ơn gia đình rất nhiều. Chúc mừng năm mới gia đình nhá. An khang thịnh vượng. Hôm nay ngồi hai ngồi lẩu rất là thơm ngon các bác. Và xin mời tất cả bác nhá. Hôm nay thì bà con nhà này cũng ăn. Hôm nay nhà anh xà thì cũng thay đổi cái vải đỏ ấy các bác. Như đợt Tết vừa rồi là cũng chưa nấu cơm để mời bà con sang ăn chung vui. Hôm nay thì cũng nấu bữa cơm bằng hai nồi lẩu. Các bạn xin mời các bác nhé. Hôm nay Lự cũng uống một tí nữa. Không dám uống nhiều tí nữa. Họ đi xe nữa. Xong còn lên xe nhà anh xuống nữa các bác. Chị bán lên tôi được rồi. Chào, mỗi tuần này. Nên tôi đòi lại với tôi. Đây rồi.
Cái mâm thăng xuống ngay bên này một tí. Hơi chật đi các bác. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Rồi. Vậy rộng hơn rồi đấy. Hôm nay cực kỳ đông, cực vui nha các bác. Hôm nay ăn Tết muộn trên nấu chua. Hôm nay rất là vui nha các bác ạ. Có cả bác Xính cũng như là bà con hàng xóm, anh em cũng sang đây để hỗ trợ này. Đã nhìn thấy bác chờ đây. Xin chào bác Trơ nhá. Ô, khỏe không? Chúc mừng năm mới nhá. Đi đâu về đây? Đi nhà anh xuống rồi à? Nhà xuống rồi. À. Đi ăn cơm nhà xuống rồi. Được mấy chén rồi? Ông 4 chén. À, 4 chén à? Đi 4 chén mà rồi. Ăn cơm với nhà anh xuống đi. À, nhà ăn cơm với nhà anh vừa đi. À, anh xa chứ. Cứ nhầm vai anh em thôi. Đấy, bác phải ngồi đây luôn. Bác vào ngồi bên kia luôn. Đấy, bác ngồi đây luôn. Chào bà nhá. À, chào bác gái nhá. Rất là chú đáo các bác. Bà con ăn rất là ngon nhá, tại vì lần đầu tiên ăn lẩu ở trên phố chua mà các bác. Trẻ con trên này có vẻ là rất là thích ăn lẩu các bác. Có lẽ là sắp tới là anh em sẽ bắt đầu triển khai một cái chương trình
là một bữa lẩu siêu to khổng lồ để cho các em nhỏ như này các bác. Tại vì là khi mà Lửa nhìn thấy các em cùng với lại các anh các chú ở đây, mọi người ăn lẩu cực kỳ là ngon nhá. Tại vì ít khi mọi người ăn được ăn những cái món như vậy. Bởi vì tại vì mọi người cũng không hay làm, không biết làm á, thì khi mà anh em mà có sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn thì sẽ làm cho mọi người có thể là ăn nó sẽ ngon và sẽ rất là thích thú luôn. Các bác hiện giờ thì Lửa đang lên trên nhà anh Súa. Vừa nãy thì cũng ở dưới nhà anh Xà thì cố ghi hình cho các bác biết về chỗ hộ gia đình nhà anh Xà. Hôm nay mọi người cũng ăn Tết thay tấm vải đỏ thì mọi người cũng làm hai cái nồi lẩu cực kỳ là ngon nha các bác. Xin chào nhá, miếng này ngon quá. Ô chào chị Mai nhá, đang ăn cơm à? Ở đây mọi người đang ngồi đây. Ô xin chào nhá. Ô xin chào các bác. Ờ xin chào nhá. Vâng, thế là khách về hết rồi à? Còn các bác đây thế à? À, bốn người đi về hết rồi. Hôm nay mình nấu mấy mâm? Hôm nay nấu mấy mâm? Bốn năm mâm nhỉ? Có người thì về sau, có người trước. Anh Súa đây, chủ nhà đây. Rồi chúc mừng năm mới nhá. Cảm ơn anh nhá. Hôm qua thì anh Súa cũng mời Lửa lên đây chung vui cùng gia đình ấy. Bác Hoàng chưa về à? Bác Hoàng là vẫn đang du xuân ở trên này cùng với lại số nhà của bé Nô. Mọi người thì cũng giải chiếu lên ngồi các bác. Đây là cái căn nhà của nhà anh Súa trong suốt thời gian vừa rồi đã được các bác hỗ trợ đây. Nhà rất là rộng và khang trang, được cô chú Hạnh Phấn hỗ trợ. Đây là những cái món ăn mà để đợi khách đây. Còn đây nha các bác, anh chị cũng làm khá là nhiều. Chào xanh. Chào xanh. Chào xanh nha. Cảm ơn chị Mai anh Súa nha. Hôm nay chủ yếu là cũng lên chung vui cùng với lại gia đình của nhà anh Súa cũng như nhà của anh Xà. Lửa thì cũng không uống đâu các bác, tại vì là bây giờ là phải đi đường á. Nếu như mà buổi tối á, có thể thi thoảng mình lâu lâu uống một vài chén vui mọi người được, nhưng mà hàng ngày thường như này không dám uống, tại vì cũng vì sức khỏe không đảm bảo các bác. Mọi người giờ cũng đã ngồi được một lúc rồi, hôm nay thì đứng từ chỗ nhà anh Xà lên cũng lên một chút, lên đây để chung vui với lại gia đình một tí. Đấy, và các bác hiện giờ thì mọi người vẫn đang ngồi ở trong nhà anh Súa các bác. Lửa thì cũng không uống rượu nên là cũng xin phép thôi. Lửa cũng ra đây để cho bác xem là ngày hôm qua, những ngày hôm vừa rồi thì hai vợ chồng nhà anh Súa thì cũng đã đào đất cũng như khoan đá ở đây này các bác ạ. Đó, do là hôm nay là hai vợ chồng là cũng nấu bữa cơm Tết muộn, mời tất cả bà con lên đây để ăn cơm cùng chung vui gia đình. Thì mọi người vẫn đang ngồi ở phía trong nhà thôi. Lửa thì cũng xin phép là sẽ không uống rượu nữa. Xong ngày hôm nay thì vẫn còn công việc. Ngày mai thì hai vợ chồng sẽ bắt đầu tiến hành triển khai, tiếp tục là đào đất cũng như khoan đá đây nha các bác. Đó. Và ăn cơm chưa? Ăn rồi hả? Bao giờ đi học đây? Hả? Con nào con đi học? Có lạnh không? Anh Nô đi đâu rồi? Ăn gì đây cho anh ăn với? Ăn với à, Dương à? Ai à, đút túi quần luôn à? Sang năm là vào học lớp mấy rồi? Lớp 1 chưa? Hôm nay chơi không xuống đây à? À, bạn chơi có xuống đây không? Chơi. Chơi tôi thì chị Tua. Chị Tua, Tua, chơi đi đâu rồi? À, đi về rồi. Nhưng các bác cần xem trên kênh của trên kênh Thảo Minh Linh thì các bác biết là cậu Và này với lại bé Trơ, con nhà bác Sò, tức là hai cậu rất là kháu khỉnh, rất nghịch ở trên hấu chua ấy.
thằng bé rất đáng yêu. Ăn cơm chưa? À, nó mở gì đâu? Dạ. Nó hả? Ờ. Và là đang ở đây đợi bố mẹ để tí nữa đi về thôi cơ. Chào bà nhá, chú đi về đây. Nhá, bye bye. Ngày mai lên trên nhà. Ngày hôm nay thì Lữ cũng sẽ quay trở lại đây. Thứ nhất là cũng cần một cái tình hình sức khỏe của bé Lan, con nhà A Lữ các bác. Còn bé Lan thì trong ngày hôm qua thì cũng đã được lên viện và sức khỏe của bé là đã tốt hơn rất là nhiều các bác. Hiện giờ thì bé chỉ cần là đang ở trên viện để truyền nữa thôi các bác. Trong ngày hôm qua thì các bác cũng được theo dõi qua thước phim ở trên nhà của em Lữ đó. Thì bé Lan cũng đã được về và đang... chiều ngày hôm qua thì hai bố con cũng đã tiếp tục lên trên viện đó các bác. Đó thì hôm qua Lử cũng lên cùng hai bố con. Thì hiện giờ thì bé đã khỏe hơn rất là nhiều rồi và cũng đã vui đùa cùng với lại các chị ngày hôm qua đó các bác. Hôm nay thì Lử đã quay trở lại đây thì các bác đây cũng ba người cũng ra đây để giúp chỗ hai vợ chồng nhà A Lử. Xin chào nhá. Chào các bác nhá. Hôm nay A Lử đi đâu rồi? A Lử mới thừa. Mưa xi măng à? À mưa xi măng à? À. Hôm nay là mình đi bộ hay đi xe sang đây? Đi xe. Đi xe á? Đi xe máy. Bác đi xe máy à? À. Đấy, vợ A Lử thì vẫn đang đọc đá đây. Đấy, các bác đấy nói thì vợ A Lử là đang đi chở xi măng đấy các bác. Chở thêm vài bao nữa. Không đổ được à? Chưa. Hay là hết xăng rồi? Dạ có. Xa là có. Các bác ở đây rất là nhiệt tình đấy các bác ạ. Thì đang hết đá thì các bác cũng vào đây để giúp đỡ cho hai vợ chồng nhà A Lử luôn đó. Ở hiện giờ thì đá cũng còn bằng này thôi các bác ạ. Trong chiều hôm nay thì A Lử về thì mọi người sẽ tiếp tục là phá nốt những cái tảng đá phía đằng sau đây. Đấy. Phía bên này thì cũng đã kè được gần được một nửa rồi nhá các bác ạ. Cái khu vực ở bên chỗ những cái cây chuối kia thì nó sâu hơn nên là sẽ tốn khá là nhiều đá. Không đổ được à? Đúng rồi. À, chị say là đang ăn bún à? Không ai chung em là em gái nè. Em gái này trông em út đấy các bác. Con đang đun cái gì đấy? À, cháu chị hò. À, cháu đèo á? Ờ. Cháu phanh hò á? Cháu phanh nó á? Ờ, em bé này tự đun thức ăn để ăn đây các bác ạ. Đang đun nước này. Hiện giờ thì vợ A Lử đang nấu cơm để cho các bác ngày hôm nay đã quay trở lại chỗ nhà A Lử để đập đá. Con đi lắp phanh à? Đang đun nước để nấu cơm. Đấy, hai vợ chồng là sẽ cố gắng là khoan hốt hết những cái khu vực chỗ đằng sau đây để làm cái nhà bếp này. Đấy, cũng do là con chiều nay thì con gái sẽ được xuất viện rồi. Hôm nay nãy thì Lử cũng gọi hỏi vợ A Lử tình hình sức khỏe của bé thì đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Ở phía ngoài này thì đã kè được hơn một nửa rồi. Đấy, các bác đang nghỉ tay ở đây để đợi nấu cơm để ăn. Hiện giờ thì cũng đến giờ trưa rồi ấy, các bác. Tại vì cũng đang hết xi măng nên là cũng chưa có việc gì làm. Chiều nay thì mọi người sẽ tiếp tục kè thêm những cái khu vực ở chỗ những cái chuối. Các bác nhìn hiện giờ thì sương mù cũng đã kéo lên đây rất là dày. Bên mà lại tí, lại tí, lại nè, có hay.